皆さん、こんにちは。私はタンです。星飯ベトナムから来ました。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、バイ。マンタラタン、アイファイナンパン。マンダンタイル、thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam của tôi trở thành một cái điểm đến hấp dẫn đối với các bạn du khách của nước ngoài. Hãy cùng tìm hiểu tại sao cái thành phố Hồ Chí Minh nó lại hấp dẫn với các bạn du khách quốc tế như vậy nha. Cái đầu tiên hấp dẫn mọi người khi đến với thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đó là cảnh quan. Như vậy cảnh quan ở đây, thành phố chúng tôi có những gì? Đó là những cái công trình kiến trúc cổ, cũng như là chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Bưu điện trung tâm thành phố. Đó là nét đẹp và ẩm thực đường phố, và âu phục và trang phục như là áo dài chẳng hạn. Ngoài ra các bạn sẽ biết đến thành phố Hồ Chí Minh qua những cái rất là độc đáo, ví dụ như xe ôm, xích lô, áo dài, vân vân. Tất cả những thứ mà mình mới nói với các bạn, chắc chắn các bạn sẽ bị chinh phục ngay từ lần đầu trải nghiệm. Cái điều thứ hai mà thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn du khách nước ngoài khi tới Việt Nam đó là ẩm thực. Đặc biệt chúng tôi hấp dẫn các bạn ở những cái món ăn đường phố. Chúng ta có thể kể ra hàng loạt những cái món ăn cực kỳ đa dạng, phong phú và rất là tiện lợi ở thành phố Hồ Chí Minh, như là phở nè, bún bò nè, bún riêu nè, bánh mì nè, hủ tiếu nè, chả giò, vân vân. Rất là đặc sắc, rất là hấp dẫn. Nội nghe mùi thơm thôi các bạn đã thấy phải muốn ăn rồi đó. Cái điều thứ ba hấp dẫn các bạn khi đến với thành phố Hồ Chí Minh du lịch đó là cà phê. Cà phê là một loại thức uống đặc trưng trên toàn thế giới, không chỉ ở Việt Nam. Nhưng cà phê Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh có một cái hương vị rất là riêng. Nó khác hoàn toàn với cà phê Starbucks lừng danh trên thế giới. Cà phê chúng tôi đa số là cà phê Arabica. Các bạn có thể tìm thấy một ly cà phê đường phố bất kỳ ở nơi nào ở thành phố Sài Gòn này, từ vỉa hè, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, tại nhà luôn, tất cả các bạn đều có thể tìm thấy cái món cà phê độc đáo. Cà phê Việt Nam thường có hai loại chính, đó là cà phê đen và cà phê đá. Cái điều thứ tư ở thành phố Hồ Chí Minh đó là sự độc đáo. Độc đáo không có nơi nào trên thế giới có được. Đó là những cái thứ như là xích lô nè, xe ôm nè, những cái quán nhậu lề đường nè, quán ăn đường phố nè. Và đơn giản thôi là các bạn khám phá cuộc sống hàng ngày của con người nơi đây. Năm mà thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến hấp dẫn với tất cả mọi người trên thế giới, đó là con người. Con người thành phố Hồ Chí Minh, con người của chúng tôi cực kỳ thân thiện. Khi các bạn tới với thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi luôn nở một cái nụ cười để chào đón các bạn, cực kỳ thân thiện, cực kỳ nồng ấm và rất gần gũi như một gia đình vậy. Cái điều tiếp theo, điều số 6 mà thành phố Hồ Chí Minh lôi cuốn các bạn đó là lịch sử. Lịch sử của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái nét rất là đặc trưng mà các bạn nên khám phá đó nha. Cái điều thứ 7 đó chính là giá cả. Vật giá ở thành phố Hồ Chí Minh so với các thành phố lớn trên thế giới vẫn rất là mềm, rất là rẻ. Các bạn có thể tìm thấy những món mì giá chỉ có chưa tới $1, những ly cà phê chưa tới $1, những bữa ăn rất sang trọng nhưng mà giá cả rất là hợp lý, rất là vừa túi tiền khi mà các bạn đi du lịch ở nước ngoài, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Cái điểm tiếp theo, điểm số 8, đó là cái điều mà ai cũng khi mà các bạn đi du lịch nước ngoài các bạn đều quan tâm, đó là xin visa. Xin visa đi Việt Nam, đi Hồ Chí Minh là một cái loại visa xin rất là dễ và
được đánh giá là rất là yên tâm, dễ dàng của các bạn du khách trên toàn thế giới khi đến với Sài Gòn, đây là thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tiếp theo nữa đó là thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều điều ngay cả bản thân tôi cũng chưa khám phá hết, và những cái điều đó chính là những điều mà các bạn hãy nên khám phá khi tới Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam nhé. Thì đó là chín điều mà rất là hấp dẫn khi mà các bạn quyết định chọn lựa đi tới thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam để đi công tác, đi làm việc, đi du lịch. Mời các bạn hãy cùng với mình tâm cùng trải nghiệm những cái điều thú vị ở cái đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam này nha. Theo mình nha.